Ngoại trưởng Liên Âu họp về vấn đề cấm vận vũ khí Syria, tin từ Brussels. Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu trong ngày hôm nay đã họp tại Brussels, với Anh và Áo đã có những bất đồng ý kiến về việc Liên minh châu Âu có nên hay không giảm bớt các lệnh cấm vận vũ khí để giúp cho quân nổi dậy Syria. Các vị bộ trưởng đang gặp khó khăn để tìm một thỏa thuận về chính sách chung của khối Liên minh châu Âu đối với vấn đề Syria. Anh và Pháp đang thúc đẩy việc nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí để hỗ trợ cho quân nổi dậy trước khi diễn ra hội nghị hòa bình được hỗ trợ bởi Hoa Kỳ và Nga, theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới. Áo dẫn đầu một nhóm 5 quốc gia thành viên trong số 27 chính phủ của Liên minh châu Âu kiên quyết phản đối việc gửi vũ khí mà họ tin rằng có thể làm gia tăng thêm cường độ của cuộc xung đột Syria đã kéo dài 2 năm và đã làm thiệt mạng hơn 80.000 người. Tất cả các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Syria có thể bị sụp đổ trừ khi Liên minh châu Âu có thể đồng ý về những gì cần phải làm đối với lệnh cấm vận vũ khí trước khi các lệnh cấm vận này hết hạn vào ngày 1 tháng 6. Các cuộc tranh luận đã trở nên cấp bách vì quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad đang đạt tới những thắng lợi và vì các cáo buộc gần đây nói rằng phía chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học.